Việt xin chào quý cô chú anh chị nhà mình đã đến với thành phố Milano của Ý. Xin cho con biết được cái cảm nghĩ của mình khi mà mình đã đến thành phố Milano cũng như là mình đã đi du lịch châu Âu trong vòng khoảng 2-3 ngày nay thì cô chú nhà mình thấy như thế nào ạ? Rất tốt, rất tuyệt. Milano rất đẹp. Dạ. Rất là đẹp, xinh đẹp. Nhận được công ty du lịch Việt, cảm ơn công ty du lịch Việt đã tổ chức đi vào của tham quan này. Dạ, còn Berlin cảm thấy như thế nào em Linh? Good service. Good service. Rồi, dạ, gia đình mình thấy cái dịch vụ cũng như là hướng nhân viên ăn uống nhà khách sạn thì như thế nào cô chú ạ? Rất nhiệt tình. Nếu như mà mình có cơ hội thì mình có sẽ đi lại cùng với du lịch Việt không cô chú ạ? Chắc chắn. Xin cảm ơn cô chú anh chị nhà mình. Xin chúc cho gia đình mình có một chuyến đi châu Âu rất là thành công. Đây, hôm nay chúng tôi đoàn của tham quan du lịch công ty du lịch Việt được hướng dẫn viên Su Hào dẫn đi ở cái đoạn đường nối từ Thụy Sĩ qua đến Ý. Đây là đường hầm dài nhất của thế giới. Đoạn đường phải nói là trải nghiệm. Muốn đi chơi đừng sợ mưa rơi. Chúng ta sẽ trải nghiệm đường băng tuyết quý vị ơi. Xin chào mọi người, em là một trong những du khách của du lịch Việt. Thì hôm nay em đến được tới thành phố của Bỉ. Ở đây thì em được tham quan những cái nơi mà rất là đẹp, cũng như là du khách Việt đầu tiên tới đây thì em rất là háo hức. Cảm ơn sự tổ chức của du lịch Việt cũng như là sự chăm sóc nhiệt tình của anh hướng dẫn viên. Em hy vọng là du lịch Việt sẽ tạo được nhiều tour như thế này hơn nữa cho du khách cũng như là người Việt mình. Hôm nay mình có dịp đến đây đến nước Hà Lan. Chúng tôi là hai du khách đến từ Hà Nội. Hôm nay chúng tôi đang đến thăm công quốc Monaco, một trong những công quốc nhỏ gần như nhất thế giới, chỉ sau Vatican. Rất là cảm ơn công ty đã cho chúng tôi một kỳ nghỉ thật là ý nghĩa với không khí mát mẻ, vui tươi và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Chúng ta vừa trải qua những ngày nghỉ rất là thoải mái, được ăn ngon, được ở khách sạn rất tốt, xe cộ rất là tốt và đặc biệt nhất là có một hướng dẫn viên rất là tuyệt vời. Đó là anh Hào mà chúng tôi đã ưu ái gọi là em Su Hào đã giúp đỡ chúng tôi và những người khác, các thành viên khác trong đoàn có một kỳ nghỉ rất là tuyệt vời. Chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai tới nếu có điều kiện đi du lịch tiếp thì chúng tôi sẽ chọn du lịch Việt. Xin cảm ơn du lịch Việt. Du lịch Việt là công ty hàng đầu của chúng tôi. Du lịch Việt phục vụ bằng cả trái tim.